chuyện trước đi. Dạ kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn nha. Thì con cũng tới trao số tiền cho bà Kim Thị Năm. Thì hôm nay con làm một nhiệm vụ mà hầu như ai cũng thích hết. Dạ con xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đến và cùng con trao tiền cho bà. Dạ. Con xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng con đi làm nhiệm vụ. Dạ, bà mới tới nha. Bà khỏe hả? Khỏe. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn cháo. Ăn cháo hả? Bữa nay có đi bẻ rau gì nữa không? Đi không được, hai bữa rồi đi không được. Ủa, bệnh hay gì dạ, mà? Bệnh. Mệt gì nè, mệt dạ. Vậy lắm. Từ bữa nay anh chị có nhà không? Không. Dạ. Anh chị đi đâu mà giờ này không có nhà? Đi kiếm củi chưa về. Trời ơi, kiếm củi giờ này chưa về nữa hả? Bữa nay, bữa nay chắc mệt hả? Kiếm củi ở đâu? Trên núi á. Yeah. Núi này mà chắc có quen bà con ở đẳng rồi. Mỗi ngày nó về sớm. Dạ. Yeah. Yeah. Thì con cũng tới đây á bà. Yeah, yeah. Bữa con cũng có làm cái clip đăng lên. Dạ. Yeah. Thì con với anh Cao Phú đây nè. Dạ. Yeah. Hôm nay đến đây về con xin trao số tiền là anh Thắng bán hàng bên Giao Câu Long Hải á. Dạ dạ. Để cho bà là 300.000. Dạ. Thì hôm nay con xin trao lại cho bà. Nam mô Đạo Phật. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Giúp cho con mình nhỏ đi. Dạ. Cực khổ lắm con, bà đi được tôi đi bữa hai bữa đi không được. Dạ. Dạ ăn một ngày ăn một lọt ăn không hết nữa. Dạ. Bữa nay nó cháo còn mất. Dạ. Dạ. Thì bà có lời gì để nói với anh bán hàng Giao Câu Long Hải không ạ? Dạ dạ. Hôm đi bây giờ không biết nói gì hả? Vậy con cũng thay mặt bà nói với anh. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm dạ. ơn tấm lòng của anh. Dạ, thì dạ. riêng đó là bà, còn riêng em cũng rất cảm ơn anh đã ủng hộ em. Thì nay em đã làm nhiệm vụ mà anh đã trao cho em. Thì nay tới anh Cao Phú Family ảnh trao mì cho dạ. bà cụ. Thì hiện giờ cái bên kênh của con hiện giờ chưa có anh em nào hỗ trợ. Thì dạ. hôm nay sẵn con và anh Dương Cầm đi đến đây dạ. thăm bà. Thì thấy sức khỏe bà bữa nay khỏe hơn bữa hôm bữa rồi ha. Dạ dạ. Thì con cũng mừng đi. Dạ. Con cũng xin gửi cái thùng mì để cho bà ăn để những cái lúc khó khăn vượt qua những lúc khó khăn này ha bà. Dạ dạ dạ. Cảm dạ. ơn con nhiều lắm con ơi. Rồi. Dạ dạ. Cảm ơn. Thì bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Con cho tiền để ngày mai gì để chích thuốc được rồi con. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm dạ. con ơi. Nam mô Di Đà Phật. Dạ con thì bà thì mai mốt cái cuộc sống của mình hiện giờ đang gặp khó khăn. Dạ. Nhiều bệnh tật thì bà chịu khó nhiều khi mình nhớ tới Phật đó, mình cầu nguyện niệm Phật dạ, để dạ. cho tâm được thanh thản và được phước lành nhiều hơn. Dạ. Dạ. Và qua cái video này nè thì em cũng cảm ơn anh Thắng đã hỗ trợ cho bà yeah. qua anh Dương Cầm yeah. Rồi thay mặt mọi người cảm ơn anh rất là nhiều rồi cảm video đã dài rồi xin tạm biệt mọi người tại đây ha yeah.